các thứ đi. Để check lại. Alo xong chưa? Nghe đang chịu ở nhà rồi. Chịu. Né gắn chịu. Né, né né gắn chịu. Rồi, anh sẵn sàng rồi. Không thì tiếp. Ngay. Ok hết chưa? Rồi. Thắng. Sure. Ok, mọi người sẵn sàng nhé. 3, 2, 1. Đi. Bia 4 lần rồi ta. Một thời gian quá. Bon ơi, bon à. Quá. Phát đĩa hoài. Vì lý do là đĩa mình bắt buộc phải đứng chục lần liền. Để thấy sao quá. Đến sai rồi. Mấy lần nữa không? Sao? Hai lần. Ba lần rồi. You have my thanks, guardians, but my sister remains in thrall. Ý mình cho cả team đó biết. Without Shunichi, we cannot live with it. Anh đi làm cái gì cũng phải. Lái không lái được. Riven will try to seduce you when she speaks. Do not. Mời anh luôn. Xong cái này tay ai không cứng lại chửi nhé.
xong cái này mà lần sau đi normal vẫn mắc lỗi là chửi luôn. Là mình buồn. Khi nào sẵn ôi sàng má. Gì đó. Giật mình có bạn mẹ tí mình đẩy bạn xuống á. Đây, đây coi coi chỗ nào nhảy được, cái sợ đấy. Biết để ả xuống nha. Khi nào sẵn sàng rồi thì đứng chung với Thanh. Thanh 1 Chí 2 Thanh 3 Vô phong. Ôi mẹ quên lại không quên cần Lucid Blade ạ. Để bảo sao bom có 80.000 nào. Hình như Lucian đâu có override được Veil rồi nhỉ? Đúng rồi. Em sẽ bong trước khi bong trước khi người ta cộng Veil thì thường đam của em ca cao hơn rất nhiều. Ê, không có lý. Nhờ ban đầu có thể chém vài phát. Nếu mà thằng nó cầm cái em cầm Vorpal Weapon em... Ấy, không, em cầm Vorpal Weapon. Vorpal Thylas. Mấy cái Vorpal nó không có thể bong vào trong. Không quan trọng lắm. Tại anh có thích cái armor mình. Ừ. Google hắn có phải chém một cái để kích hoạt Google. Một không, mặc định không. Không mặc định lúc, là lúc impact không không, lúc impact nó đã bật bật Google luôn rồi. Nó bật on impact á. Oh. Khi nào sẵn sàng rồi là để đấu hành nhé. Nói là tìm được teleport được nhất là mình thấy chứa là trí. Nhất là mấy đoạn nhảy. Ai cũng teleport cái đoạn đấy rồi. Không nhạc đoạn đó rồi. Là đoạn đó là em thấy ai cũng teleport đấy. Đúng không? Ừ, đang đứng ở dưới đất mà bùng phát cái tay kia chiếc lên trên trời phía trên. Cái màn hình của mình nhận thấy cũng trí teleport thôi. Còn mọi người bình thường thì teleport bình thường. Quá bạc rồi. Anh nói thẳng như là thành 3 chấm căn hộ khác. Đâu, nó có 3 chấm đâu. Rồi. Lấy góc kìa. Làm việc đây. Lên. Lên. Sụp lết, chẳng phải 3k. Khoai, nó có lúc đi holster tệ đấy. Có sniper trong vơi và bắn đảo rồi. Cái super nạc sĩ á. Không, lâu giờ chứ phải lắp bút. Harry thì cần. Ừ, bà đây con. Nhưng mà PV... PV bắn nó kiểu cảm thấy không được tướng cho lắm. Đấy, nó là 5 frame thôi. Nó cứ 5 frame. 5 frame đã bắn mấy PV nữa thử đi. Lấy. Có hốp đấy. Lên. Vào đi. Anh em gắn được cái kia vào. Giờ hết quái. Cứ giờ hết quái và từ lên. Mình dư thời gian. Pha lăng rồi. Pha lăng sự. Nhớ là mấy con siêu pha lăng ấy. Mấy con quái nhỏ thì dễ hơn. 2 sẵn sàng. 1 sẵn sàng. Sẵn sàng. 2 lên. 4 đậu. Ôi hình dồ. 4 lậu mới kìa. 4 chỗ. Có nhìn pha lăng. Ba tiếng quả, không có tên em bắt
Một sẵn sàng lên. Hai sẵn sàng. Đỡ vị trí. Ba cần người. Ba sẵn sàng. Một sẵn sàng. Teleport hả vậy? Là ai cũng teleport mà. Gì thắng quả teleport một người. Má. Teleport lên trên nó tận lùi từ dưới nó lại ngược lại bên trên. Vừa tập quan tập. Nhớ lên kẻ. Không chết, tôi cứ lên từ từ, không chết là được. Rồi lấy. Tạm biệt anh em. Lên. Anh đi hơi sâu. À đâu, có 5 bàn. Over nhá. Đẩy với ra ngoài. Yếu. Bên còn lại bên trái nhá. Well, lợi hại rồi. Squad. Vậy quay nào thì cũng thân được grab được một lần. Sáu quay thân được grab được 6 lần. Lấy. Lên thằng ngầm lấy đi. Khổ quá. À, có tin thì tin đi. Pha lăng tele. Pha lăng chứ. Tele. Tele bỏ cờ. Rồi, số 1 sẵn sàng. Lên. Hai sẵn sàng. 1 sẵn sàng. Lên. Một sẵn sàng. Hai sẵn sàng. Sẵn sàng. Ba sẵn sàng. Lên. Đây chưa thì nhà đạn đấy. Không thấy mà sao không bay. Ta đang đu vô cái quèo. Đứng ngoài mặt đứng quèo. Bị nó cuột vô người liên tục nguy hiểm. Lên. Mình nhắm cái thần đường bát về này rồi đấy. Bị. Lúc này cuối là thảo. Thôi. Thôi. Ai yêu nhớ máu mà đỏ thì lùi lại đừng có chết. Còn 2 phút nữa. Để xem nhá, đi. Để xem. Lấy. Lên. Đợt này có đủ để ăn đời. Ở đây có đủ rồi. Ngồi xuống cẩn thận.
đừng có đợi nữa. Cố quá. À, 6.86 có thần được grab, thú vị nha. Ahankara, desire. Your desires your to feed a nation of such beasts. They will grow till they shadow the sun. Kill it, kill it. Rip out rip its heart. Really more. We will purify it. Only then will the beast be tamed. What? Okay. Nhớ nhá, tập làm quen với ALTF4 nếu ráng ráng giữ một cái momentum lúc chơi. Nếu như té nhìn thành nói chung không có cố hay không, cảm giác mà đi mà nhảy trượt thì cứ ráng nhanh hết cỡ này chơi đi. Nếu cả 5 người đều rơi thì một người có thể đến và kéo cả 5 người vào đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Mình đi cuối, mình đi cuối, chơi. Nói hết, đến đây nói hết bằng này. Mình tranh thắng. Đó. Đi đi thắng. Ok. Lên được rồi hả? Là phải đợi thêm một nữa. Oh. Hơi bước đầu. Có phải nhiều gì đấy? Nó bắt đầu, nó bắt đầu rồi. You are destined to fight forever. Cảm giác này là nhảy dễ hơn, hóa ra là bây giờ có Powerful Friend tăng mô bì. Như một các phần cũng như cảm giác buồn. Quyên quá mình spam qua Marcel nhé. Có lẽ sẽ cầm Xeno để giết quái và spam qua Marcel liên tục. À làm sao đừng để cho cái cục của Marcel rơi đầu đằng khác là được. Spam nó lại là bắn luôn. Có trường hợp của mày để đầu á? Có nhưng mà thường thì phải là có cái gì nó đẩy của con Marcel, nó bay thì nó đập vào người mình. Tí nữa Quyên quá hai người chạy nhé. Có gì một người rơi một người khác chạy liền. Vẫn còn một người khác chạy. Ô, không phải, à. Cái gì đó. Cái trong mình sẽ là game của con Raven chứ. Ừ, hai người chạy thì kiểu... Phải hai người chạy. Chứ không okay. Phải một người chạy okay. Mà gơi okay. Cái là... Okay. Vậy... lúc mà tới sẽ làm game để Thanh đi cho. Thế thì cứ cả Thanh cả Chí cùng đi. Cho an toàn. Mình ngồi rồi ở sau cast rip cho đồng đội. Cast well. Gì yeah. Một chỗ nào? Ok, cắt quèo hay cắt quèo ấy. Nếu như còn à. Lúc bắt thường Hanzo ấy, thế nên Hanong còn. Rồi Hanzo cũng cắt chung lúc đầu mà.
Rồi, như cũ, anh còn lùng 2. Thắng cú, anh còn lùng 1. Ủa, anh hà luôn. Như lúc đấy. Như lúc đấy. Hết chưa? Rồi, hết chưa? Rồi, mọi người sẵn sàng chưa? Hey, not to get stuck. 3 2 check, à, check lấy cờ hết nhá. 3 2 1 Titan lửa thì đấm từ bên trái sang, Titan voi thì đấm từ bên phải sang. Thú vị nhỉ. Ấn trịch tinh. Giờ là phân trên tay. Thú vị. Thế thì em cái đấy mới để ý á. Mọi hôm, không biết đâu. Talent fail. Talent fail. Talent tuần này là không giết Ogre. Không giết Ogre. Thằng nào có bao ti là có rồi. Và ai đã cầm bao ti đó. Thì ta chuẩn bị ấy ra ngang rồi. Anh chắc được tuần sau là gì? Quên. Anh rồi lấy 2. Anh rồi lấy 2. Trời ơi, tao nữa, trời ơi. Dọn quá nhanh để cho nó ra cái ai thì mình là bên phải nè. Ở trên. Đấy rồi, vào khoái đi, 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 vào khoái đi. Đi. Okay. Để trên cầu nha. Rồi, Hanzo lấy 2 tiếp. Rồi, ai lấy đủ 2 trời về. Chỉ lấy S. Hanzo, Hanzo bị phải để ở dưới. Né, 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 Hanzo ra, né, Hanzo ra. Rồi, mọi người về chuẩn bị DPS. Chuẩn bị bubble rồi. Bắn ốp. Cái chưa bắt bùa. Em phải bắt bùa. Làm nhanh hơn nhỉ? Thì quen tay đó. Càng ngày càng nhanh. Thì bây giờ canh tham mình chuẩn. Giờ đó, tại là mình chờ lâu chứ thật ra Petron đi đúng, lát nữa còn có 4 mấy phút mà. Mấy người đi Flawless này nọ kia đi cũng 3-4 mấy phút chứ mấy. Thì cũng phải cứng tay quen mất mới đi được mà. Ngờ được, do thành phẩm của thắng mình sẽ không qua Marcel nữa. Không, cứ dùng đi anh. Cứ dùng đi anh. Rồi, mình sẽ đáp nét Void. Đừng à, Void. Cái nào cũng được. Đừng là Void Spread với 500. À không, phải Void qua, nét Void qua. Void qua gần nét là best của Titan Void. Nhất là đi mấy cái Grandmaster thôi thì đến Burst làm. Ôi dồi, đi lĩ luôn kìa. Đúng rồi. Không ai cản. Đánh vô thử lúc nào mấy. Miễn sao mà không bị pha lăng tác chết như Tana là được. Bồ mẹ con ma lắm, hiểu sao mẹ đứng lên đầu nó không làm gì mà mẹ vẫn chết cháu hiểu. Giống như bị trượt chân vậy á. Đứng lên đầu nó có cầm xin tôi xếp nó tát cái chết. Chết. Sao mày? Chết. Sao? Chết. Chết. Chết là chết, tụi nó không có ngụy biện nữa. Ok, xin lỗi. Ba thấy pha lăng thì phải giết rồi còn đứng lên đầu của nó. Đứng lên đầu. Ta. Nó con chết là chết chứ không cho không có lý do lý chấu trong này. Anh sẵn sàng rồi nhá. Hoàng, từ từ. Mình đi toilet cái. Mình đi toilet cái. Cái vấn đề là mày có cái việc
Cái việc gì đó mẹ dọn quái thôi, đâu cần vào trong lấy đạn đâu, mẹ bắn một tí đấm đấm nhẹ thì nó cũng ra rồi. Với cả kiểu gì chẳng có mấy con quái nó thật còn đây này. Ừ, con đấy không có đạn thì nhờ đồng bào hàng xóm bắn hộ cho, có gì khó đâu. Nó thật là đạn nó quá nhiều. Đạn nhiều đâu có thể đi cái mức mà vào hẳn trong đấy để giết. Biết nhiều thứ không làm phải điều chỏng. Ừ. Giống mèo nè. Đây thôi. Nè, nói nè nghe. Đây, Sana ở đây chỉ. Đây là kiếp. Lộn. Sana thấy ba cái miếng này không? Đây. Cái trường hợp thú vị nhất là Sana biến biến hay như thế này. Rồi cái miếng này nó tát sang bên phải, miếng này tát sang bên trái, Tana xoay một vòng tất cả để lâu biến tướng. Ông sợ vậy? Anh thấy không nói giỡn. Hồi nãy anh vô mới bị đẩy, nhưng mà là mới bị đẩy thôi chứ chưa chết. Cứ đứng ở ngoài cái phòng được, cái này có tỷ lệ chết mà. An toàn cái này nè, hồi nãy bị đụng cho phát sợ không chết nha, chả nó gần. Mình cứ đứng ngoài vòng này, là không bao giờ nó đẩy. Nói đó mẹ một đứa tát bên phải đứa tát bên trái thì mình xoay một vòng tất cả đều biến tướng. Với lại giữ vững cái tinh thần, mẹ cứ máu đỏ là cứ chạy trước cái đã, hiểu không? Nếu mà với lại ngọc đạn á thì nhặt cho nhanh. Ủa mà khoan đã, giết lính bên này bên kia cũng có lính chết, bên kia cũng có lính chết, sao không qua bể nhặt? Cái bớt cả lúc đó canh cho Thanh á, cho mấy con quái không bắn Thanh phải đi cho chỉnh. Canh là canh cái lúc đọc đĩa, khi mà Thanh clean xong cái đĩa rồi muốn Thanh đứng ở trên đĩa rồi muốn làm gì là miễn sao Thanh đã nói với đó hay sao. Con Nai sẽ ưu tiên ra cái đĩa mà nó đã được clean sẵn. Trừ con đầu tiên thôi. Rồi mình xong rồi nhá. Check Whisper. Tức là không có ai. Ok hết chưa? Ghế đi. Vô nhá. Lấy cờ chưa? Xong hết rồi. Xong hết rồi không? Vô nhá. Là Tana có nhìn mình nguy hiểm. Rồi muốn cờ. Chim chuối đầu xuống. Cành. Chim trên cành nhìn bên trái. Chim bay thẳng xuống nha Thành. Ok. Giải trí nha. Coi chừng mấy cái đĩa. Có được miếng đấm chí, cho gâu vừa siêu. Nào mà đá mở đá bầu. Chờ xíu nhé, chờ xong tao ôm rồi sao? Mình đập cái này mới xuống, xuống, mẹ xuống. Mới đang chơi mẹ mình phím tới chửi chứ bây giờ. Banh. Cái nào mở nha. Banh. 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 Cây cuối cùng. Con mèo nó nhảy bàn phím lên hú hồn. Quăng nó hơi đau xíu mà đáng chịu. Cảm lớn nhá. Mấy con này vẫn tên đây khoảng Winter Hot. Chờ K69 rồng phun lửa trái. Cá bơi qua trái. Rồi, xong rồi. Rồi lóc cục ăn sau tay mình chơi thoải mái nè. Ok
của Thanh là Penumbra, còn lại là Anthumbra. Đá mở. Đĩa cuối cùng là nhà banh nha. Đi bên nào nha, nào mở. Banh. Banh mở. Banh. Đĩa cuối banh. Penumbra tại nhà banh luôn. Ai cần hỗ trợ nói nha. Bắn. Clear, clear sạch lên. Chim trên cạnh nhìn trái. Rồi múa cồ. Anthumbra là phải mình ngồi. Đúng rồi, bên phải là Anthumbra. Ok, banh lại vào tiếp. Lại nhá, cây là Penumbra, còn lại là Anthumbra. Không không cần tracker đâu, tiếng nó đầy 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 bề đằng sau. Rồi, hai đĩa ra rồi. Hai đĩa còn lại là Anthumbra, nó thả bên nào là đĩa bên banh với đĩa bên đá. Đá đá còn gì hả? Anthumbra, bên đó. Đi xuống trước, chúng ta nhìn giờ mọi người có sẵn sàng khi mà thanh cường đi là quay đầu đi nhanh luôn. Nãy mình đi hơi chậm. Thế thì một mình thanh vào nhìn rồi mọi người cứ đứng ở đấy đợi chuẩn bị. Để mình thấy chuyện gì nhìn cứ thấy em quay đầu là cứ thấy em quay đầu là biết rồi đó. Cứ đứng thấy sau lưng em rồi. Vậy cả. Được rồi. Bật cái cũ nữa, không thì sẽ đổ nha. Check load out trước khi lấy cờ nhé. Đó. Bây giờ muốn xài Lucian Play thì đó là lúc ta nè. Cái mod super chọn kia mới check. Nhưng mà Lucian Play vẫn phải đi kèm với Protective Line. Ok. Nếu thường thì Lucian chỉ tốn có một cái chạc thôi, không phải đó đâu. Nhưng mà đừng có chém minh tinh của mấy ông quá nhỏ. Bởi vì cái lượng cái nút mà đứng ở trên que ấy cái tí bị setup tí running online lên là mất cái chạc vấn line nha, nên tí phải lấy lại. Sao cái que không có à? Ok. Đấy.
lúc à, đúng rồi. Máu xong rồi từ từ nó mới rút máu không? Lúc không nó mất nhanh dần đều, nó có mất nhưng cái số lượng nó nhỏ nó tăng dần. Hình như thanh hình như là nó mất ít, nó mất kiểu như nó mất một lượng nhỏ từ từ à, xong rồi hết cái thời gian á là nó giật một cái bục cho chết luôn. Nó giật mà nó có ngày tin á. Nó giật cho chết rồi. Nó giật cho chết ở trong quẹo á. Nó multiplier nhanh lắm nên là phải cẩn thận. Rồi thế tí thì có liên bọn quái kia cả nhanh gần tốt. Mình cầm chẳng Gen C rồi có diện thanh chạy chung. Taking cho chế nếu ví dụ mà thanh cứ thấy thanh mà nhảy hụt thì cứ tự tin mà đi tiếp luôn. Anh adios ra ngoài chứ. Ừ. Đấy rồi. Sẵn sàng chưa mấy bạn? Chạy nào. À. Đây. Nhớ là Hanzo phải quay quay đầu tiên. Đây là quay bản thân vì nó sợ. Mau lùi xuống được không phải mau sâu. Quay lúc trước khi nó ra hay là quay sau khi nó ra? Cái móng nó vừa lòi là quay cắm là vừa đó. Ờ, mình nói lại. Giống quá. Ôi, chỉ còn 2 ông Riven. Không chém kiếm vào nó nhé. Bubble là chưa. Bubble sớm nha anh. Không sao. Hơi sớm, không sao. Không có, mình chém thôi mà nó hết nhận. Cái chỗ thanh thả rip này là cái chỗ cái thanh đứng là chỗ hàng cầu cắm bèo nhé. Ừ, đúng rồi, hơi sớm rồi. Thấy máu bắt đầu nó giật thì cứ chú vào đây lấy cái kia hàng cầu. Rồi nó đang tới nè. Hơi sớm rồi. Thấy máu bắt đầu giật thì cứ cắm xuống. Hoảng quá anh. Chém. Lùi. Để cho nó vào hẳn. Rồi. Chị. Ở trên có nhiều quái nha. Cẩn thận coi còn quái nha. Ờ, mà lâu lâu có giật nè. Rồi ném nét đi chú tẩy. Ném nét đi chú tẩy. Từ im lặng thành tập trung mới coi, mẹ thành là cẩn thận. Rồi thành tới rồi. Về nè. Ok. Nghiêng bắn nha. Ok. Bắt bộ đằng sau, bắt bộ ngay đằng sau. Lùi lại, không di chuyển. Ngồi trên bubble. Đúng bubble nữa. Để quay lại đầu đai. Lùi. Đi. Rồi thấy cái đen tỏa ra một nó, rồi vào bắn. Mình tránh nhau. Cứ đi từ từ thôi. Vào có well cảm ơn. An toàn. Tránh xa cho team đi, tất cả tránh xa cho team đi. Nó nhảy vào đầu chết thì thôi. Rồi Hanzo load out. Hanzo có tự tin là mấy người ăn đầu không? Ai đầu tiên đấy? Hanzo vì
tới nước này rồi Hanzo, cái chuyện mà mình làm sai là không chấp nhận được nữa nha. Hanzo vô đầu tiên đúng không? Ừ. Ok. Thanh dạo rất là kỹ nha. Cầm một khẩu trên người, dọn đến cực nhanh, được chưa? Một trong những khẩu thanh recommend ấy là Rift Runner hoặc là 3D World, đi kèm với Slug Shotgun cho con Nai. Và luôn luôn đảm bảo mình đứng trong cái Rift, đứng trong cái Well, một cái áo Phoenix Protocol. Này, bị cầm cờ này. Cái người, cái Hanzo là người đầu tiên vào, và Hanzo cũng là người phụ trách cái timer luôn. Nhá. Yeah. Những người hôm bữa anh đi không có ở đây thì em nói là Hanzo vào đầu tiên sẽ có một cục, người thứ hai vào sẽ có hai cục. Người thứ hai vừa vào ấy, nhiệm vụ của họ là phải nhặt nhanh hết mức và báo về cho Hanzo. Thì Hanzo phải lắng nghe cái thách thức cái người đọc ngoài, đồng thời lắng nghe cái người thứ hai đã báo cáo là nhặt. Nếu như Hanzo thấy người thứ hai vào mà không nhặt thì phải báo lên em. Không, vậy nè. Hanzo, mỗi một lần á mà có người vào đúng không, thì nó sẽ nghe một cái tin rồi nó hiện một đống ốp, nó hiện một đống cục ra đúng không? Đúng không? Ừ. Đúng không? Nhớ được cái đó không? Nhớ cái diễn cảnh khi mà có một người mới vào vô không? Khi một người mới vô thì người ta sẽ hiện ở giữa đúng không? Xong rồi nghe một cái tin, cái ốp hiện xung quanh đúng không? Hả Hanzo? Ừ. Ngay từ y một phát á là ừ. Thì lúc đó đó hiện... Hanzo sẽ làm như thế này, tìm một cục Hanzo thích, xong rồi đứng ở đó nói lớn lên cái câu thế này: ăn hết trừ cái cục kế Hanzo, hiểu không? Okay. Có nghĩa là ăn hết trừ cục kế Hanzo, tất cả những người còn lại phải có trách nhiệm là ăn hết trừ cái cục kế Hanzo. Và Hanzo phải nói cái câu đó mỗi lần luôn, hiểu không? Vừa có người vô, nghe cái tin, chọn cái cục rồi là la lên, ăn hết mọi trừ cái cục kế Hanzo. Cứ la lên vậy mỏi lần, hiểu không? Có gì căng qua đây chửi cả mọi người luôn. Nói hơi ác hiểu không? Hiểu không? Xong rồi cứ tiếp tục làm y chang như vậy, mỗi lần có người mới vô. Xong rồi nghe cái người ở ngoài đếm. Sao ổn không? Được. Rồi đó, load out trong đó Thanh nói rồi đó. Cầm cái gì cũng được, miễn phải sống. Nếu mà có khẩu machine gun đúng. Chưa bị xong rồi. Thắng rồi chưa? Đếm ra rồi, sẵn sàng cho mọi người đi nào. Ê, được cả đường hàng rồi, cứ đi chậm theo được. Đếm đạp, đếm 6 5 4 3 2 1. Rồi đứng yên đi Hanzo, đứng yên. Đẩy lên, tất cả lên. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7,
6 5 4 3 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 né. 3 2 1 Thôi thương. Chí. Chí. Ăn cục, ăn cục, ăn cục đi. 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 né, tất cả né nha, né nha, né nha. Đi. Cả team cùng ăn. Bên phải thì bên vô phải ăn. Đi rồi, đi rồi, tiếp không bên nào. 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 nè. Vô chính cục này này nó tiếp qua 16, 15, 4, 13, 12, 11, 10 thì mới giải ra đếm 3, 2, 1 giải thắng. Nhặt hết đi. Nhặt anh vô. Anh nhặt hết, nhặt hết. Đừng để cái tượng đập như vậy. Rồi, tất cả chuẩn bị đứng yên nè, tất cả chuẩn bị đứng yên. Đứng yên. Đứng yên một chút. Thành coi chừng. Ôi. Thành ngồi. Không biết mà. Ngồi xuống, không, ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống. Thành tay nó không chậm bằng tiếng nữa. Thôi biết gì không? Thành nhớ không nhầm. Đợt hồi trước đi Patreon, Thành cũng là người cuối bỏ vào. Rồi xong rồi đó. Gì chị? Chưa diễn là sao cho nó hiện mission complete. Rồi. Có chai không mời. Ôm in, đừng chết, đợi cho nó mission complete. Đợi cho nó để lấy ngôi sao cho nó hiện mission complete. Ủa, lấy cho em tụi chưa tịch hả? Ủa? Không, mình lấy cái dây report luôn. Đâu, mình lấy chết rồi. Ủa? Ok rồi. Bay. Tại sao nó không bay? Để nó nói xong rồi nó. Rồi đó. Ôi trời ơi. Mình lại được cái. Ôi, đừng có móc ra tự xử nha anh. Không, sai làm tiếng. Mọi người ghê quá, mọi người thấy tao. Oh my god. Oh my god. Take the stone to the texture. Mày thấy chưa xong. Nó nói xong đó. Oh murderer my. Không, hồi nãy nó hiện mission complete rồi Thanh. Thôi nói chuyện với đi. Bỏ biết đi Thanh. Ủa? Cứ ngồi chill đi. Hồng hùng đéo gì nữa, về OV đi. Hồng hùng đéo gì nữa. Mình đã có cột ba. Một tiếng đúng nha mấy bạn.